Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khói Xe Channel. Hôm nay mình có hai người này đến để phụ mình thay những cái vỏ xe mới vào trong cái niềng mới cho chiếc Aventador màu cam. Thì hôm nay là được phục vụ VIP nha các bạn. One over there. Okay. It's back here. Thì you can leave it there, it's fine. Để đó đi. Ok, thì sẵn là mình sẽ tháo bốn cái xe của mình ra. Cái anh này, anh hỏi là xe này mình chạy hàng ngày không? Nó không có chạy hàng ngày đâu, lâu lâu mới chạy lần. Thank you. Oh, no problem. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái xe của mình lên và mình sẽ tháo bốn cái bánh xe đó ra các bạn ha, để mình đưa cho nó rebalance luôn. Hình như hai bánh trước nó chạy bị lắc chút, cho nên nó làm lại cho mình luôn. Ok, mình đã dặn mấy cái bánh xe phía trước rồi, mệt quá. Từ xe này, mấy bánh này mình không có dùng, mình không thích dùng bằng cái máy nha các bạn, cho nên mình chỉ dùng bằng tay thôi. Thì cái bánh trước, có lẽ mình dặn cho nó lỏng trước khi mình đổi nó lên. Còn không nữa là phải có người ngồi lên xe dặm cái thắng, các bạn mới mở bánh trước là được ha. Cho nên nãy mình gặt từ ra cho nó là mình hay mệt. Ok. Cái đầu này ha, đầu này mua khoảng trăm mấy chục đô, nó là T80 ha. Và một loại Lamborghini nó có cái center lock ha, thì cái đó bạn mua cái đồ để mở đó ra đắt tiền chút. Bánh trước thì nó nhẹ hơn các bạn, tại vì nó cái niềng bên trước thường nó nhỏ hơn niềng sau. Niềng này là size của nó 220 ha, phía sau là size 21. Thì các bạn lấy cái này ra thì nhớ nha, để mình đưa xa cho các bạn coi ha. Nhớ cẩn thận đừng có để cho nó rớt xuống, nó rớt được cái con thắng heo thì nó đau lòng lắm ha. Cho nên mình lấy ra, cầm hai tay như vậy, cái đầu gối mình chịu vô đây ha. Đó, mình đưa ra nè, đưa thẳng ra luôn. Vỏ ơi là vỏ xe nha các bạn, quá trời vỏ xe. vỏ xe cũ quá trời luôn. Mâm mới, mâm cũ. Thì một chút nữa sẽ có cái mâm Aventador màu cam rất là đẹp ha. Vỏ là vỏ rất là chuyến nha các bạn. Đem nguyên cái dàn máy đến nhà nó làm luôn. Thì what kind of machine do you have here? See? Corsi. Look at that. Fully leverless, yeah. Basically nothing to mess up your actual wheels. The brake keeps to finish the wheels very clean. We also have the Corgi balancer as well, so low speed balancer. Okay. That way, you know, it gets the correct point of where you put the weights at. It's also laser driven as well. Yep. So it gives you, it's very direct. Awesome. What's your number if they wanna to get it done in, you guys like serve it in Houston only or? So we have different locations. Okay. Range from Kansas City, Dallas, Texas, and we are now here in Houston, Texas. And the number you would like to reach would be here. Okay. It'll be the 346-275-3355. Okay. 3355. Or you can reach us here at zohr.com. Z O
ZOR.com. So ZOR.com, yeah. Yes, sir. That's okay. It. Tires delivered and installed. Everything at your house. All right? At your house. Yeah, at your house. Right. There you go. Awesome. Thank you so much. No problem. À, làm cho luôn mẹ. Okay, thì cái chỗ này là cái chỗ các bạn có thể gọi cái số điện thoại nãy mình ghi trong cái cửa đó, thì những cái location mà người ta có thể làm được là Kansas. Hồi nãy nó nói Kansas City hay Kansas ta? Kansas. Dallas, Houston, người ta đến tại nhà, đến nhà của các bạn gắn giỏ xe, gắn cái giỏ xe vào cái mâm xe cho các bạn luôn. Và thì người ta giá cũng rất là ok các bạn, giá cũng rất là ok. Mà người ta có cái máy rất là high end, là cái máy rất là good. Để mà người ta khi bỏ cái giỏ vô trong cái mâm xe thì người ta không có làm trầy cái dàn xe của mình ha các bạn. Tự mình có những người này làm cho những cái giỏ này của mình trước rồi. Cho nên mình thấy rất là ok, mình rất là thích. Đó, thì người ta sẽ gắn vô mount balance làm cho cái giỏ các bạn rất là ok, để cho các bạn chạy. Thì các bạn thấy là chiếc xe của mình nó đã lên gầm rồi. Trong vòng 15 phút là bum 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 mình đưa nó lên gầm liền. Thì sẵn đây một chút nữa mình sẽ rửa, từ nay trời cái mưa, sẵn mưa rồi mình rửa luôn. Từ bữa mình làm cái video cảnh sát đó, nó dí á, thì xe chạy xuống nước cũng khá là có nhiều cái chỗ nước nó ướt á, thì xe các bạn thấy nó dơ phía trong. Thì mỗi lần mình thích rửa, mình dỡ lên, mình xịt phía trong, mình làm cho nó sạch hết phía trong luôn, những cái gầm. Thì cái xe của mình thường ở phía trên không có dơ nhiều, mà chỉ dơ gầm dưới. Nhiều mình các bạn chạy qua cái chỗ mà như cái con đường nó có chỗ mà nó có cái đồ mà xịt nước đi tứ cứ cỏ đồ á, ven theo lề đường á, thì đôi lúc nó có nước thì nó sẽ làm chiếc xe của mình nó bị ướt dơ dưới gầm xe rồi này kia. Thì sẵn đó chúng mình xịt, mình rửa luôn, rửa luôn cho các bạn ha. Và cái video kế nữa thì mình sẽ làm về cái sự khác biệt của chiếc Aventador thường trước khi phăng và sau khi phăng, cái nét đẹp nó như thế nào. Và cái chiếc Aventador Coupe là cái chiếc Aventador không có mui chằng, và chiếc Roadster là cái mui chằng, nó sẽ khác biệt như thế nào. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tháo cái mui chằng và bỏ vô trong cái cốp xe nhanh gọn lẹ và không có trầy trụ những dòng xe của các bạn ha. Ok, thì cái video đó là video sẽ mình là xe làm kế để chia sẻ với các bạn. Thì các bạn có cần mà dịch vụ làm bánh xe và giỏ xe đồ thì các bạn coi cái video này, các bạn sẽ thấy những số điện thoại tôi để trên đó, để người ta dịch, người ta sẽ giúp đỡ các bạn. Và khi các bạn làm, các bạn nói là anh Khói Xe giới thiệu nha. Khói Xe giới thiệu ha. Khói Xe nó nói Khói Xe là gì? Nói try and win ha. Try and win thì người ta mới hiểu ha. Ok. Cái người mà làm giỏ xe đó, cái người đứng ngoài thì theo phụ, mà người chánh là đang làm ở phía trong. Anh ta rất là nice. Tự nhiên anh ta làm cho mình, hồi đó làm cho mình chiếc Aventador này và chiếc gầy lá đồ. Người ta mới làm cái trước cái sau các bạn ha. Thì mình gắn cái center cap này vô của cái mình lấy từ cái niềng jean ra, mình bỏ vô đây thì nó vừa y, mà thấy nó đẹp hơn các bạn ha. Thấy đẹp hơn ha. Ha. Các bạn nghĩ sao? Đẹp không? Đó. Và anh em có người hỏi mình cái giỏ nào xài tốt. Thì những cái dòng xe này thì mình thích chạy, thứ nhất là giỏ Michelin ha các bạn ha. Michelin Super Sport Maximum Summer Performance. Thì đó, mùa hè cái giỏ mà nóng á, nó chạy nó grip, nó bám ok hơn. Đó, giỏ nó mềm một chút. Thì cái này là cái Michelin. Ha các bạn. Còn cái bên đây á là, thì cái Michelin này cho cái chiếc Aventador màu cam, thì cái giỏ phía sau nó là 335 ha, 35 25 ZR 22. Còn cái giỏ của mình á thì nó là size 21 ha. Thì mình xài cái giỏ 355 25 ZR 21. Thì các bạn thấy là 355 và 335 thì cái nó nhỏ, cái đó nó nhỏ hơn một chút ha. Cái đó nhỏ hơn một chút. Đó. Rồi thì mình lấy mình thử coi như coi cái center cap này nó có vừa với
cái vỏ cái mâm của mình không thì nó không có vừa, cho nên mình phải xài lại cái Brixton ha. Thì các bạn thấy mà dán cái dòng chữ vô thì cái mâm nó nhìn nó rất là nổi. À, nó nổi ra ha. Thì cái mâm này mình cũng sẽ dán dàn chữ vô. Thì nó sẽ nổi giống mâm này. Thì có một cái nữa thì mình mới nhận xét, mình mới thấy được là cái vỏ của mình nó kén cái đinh mà nó cứng ngắc trong này luôn các bạn. Thấy không? Bây giờ sẵn ở đây mình kiểu nó tháo ra xong nó patch vô, nó seal lại cho mình. Nó vá lại cho mình luôn. Vỏ mới cạo bà mẹ nó. Hên là nó không xì, nó kín hơi trong này luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về ba cái bộ phận mâm khác nhau. Mâm thứ nhất bên đây là mâm một mâm ha, đây là một mâm. Và mâm thứ chính giữa này là nó hai bộ phận nó ráp vào thành một mâm ha. Và cái mâm ở đây thì nó là ba bộ phận nó ráp vào thành một mâm ha. Ok, và cái mâm thứ nhất thì các bạn thấy nó là một mâm, nó đúc ra ha, nó đúc ra thành một cái niềng luôn, nó không có ráp vô thành một cái niềng. Thì các bạn thấy nó gọi là one piece wheel ha. Ok, đó, các bạn thấy không có rời nhau gì hết ha, không có những con ốc bắt vòng vòng đây ha ha. Ok, cái này là mâm một vành mâm thôi. Còn đây nó là hai vành mâm ha, hai vành mâm. Thì các bạn thấy ở đây nó có mấy cái rivet ha, rivet. Ok, và những cái này là nó thật sự nó là ốc các bạn ha, để nó bắt cái mặt phía trước với lại cái mặt phía cái với lại cái vành niềng phía sau phía trong á, nó ráp vô này ha. Các bạn thấy nó có dấu ngắn ha, nó ráp vô thì nó sẽ thành một cái mâm, là nó hai bộ phận nó ráp vô thì nó sẽ thành một cái mâm ha. Thì các bạn thấy ở đây cái dành trước nó đều chung với nhau ha, nó không có cái cách, nó không có cái hở ha. Ok, và mâm bên đây thì cái thứ nhất là các bạn thấy nó có cái hở đúng không, nó hở này ha, nó hở nè. Ok, thì ở đây nó là một bộ phận ha, bộ phận ở đây. Cái bộ phận thứ hai nữa là nó là cái bộ phận cái vành mâm này ha. Đó, ok. Và bộ phận thứ ba nữa là cái bộ phận phía trong ha các bạn ha, phía trong. Đó. Thì nó ba bộ phận nó ráp vô. Bắt bị những con ốc này. Thì nó ráp vô nó thành một cái bộ mâm. Đó. Thì cái bộ mâm này á, nếu mà mình muốn cái màu này khác và cái màu trong khác thì mình rã ra và mình có thể nhuộm màu khác nhau nếu mình muốn. Còn ở đây á, thì bạn có thể rã nó ra và nó là hai vành ngoài này chung với cái này luôn và vành trong đó, thì các bạn có thể nhuộm những cái màu các bạn thích luôn đó. Và đây thì cái này chỉ bạn chỉ nhuộm phía trong, ở ngoài nó đều giống nhau hết ha, tự nhiên nó một vành mâm rồi ha. Thì mâm này nó rẻ hơn mâm này nó rẻ hơn mâm này ha. Thì thường thường là 3 piece wheel á thì giá nó đắt hơn là hai 2 piece wheel ha, và giá đắt hơn cái này đó. Thì cái mâm nào nó cũng có cái chiều độ cong đó các bạn. Từ cái này là những cái vành mâm cho phía sau của chiếc xe thì nó concave, nó gọi là concave, thì nó cong vô giống như cái chảo các bạn ha, nhìn rất là đẹp. Đó, nhìn rất là đẹp. Thì cái vỏ này thì nó cũng xài cái vỏ Michelin luôn ha, Michelin luôn. Đây cũng là Michelin Super Sport ha. Thì cái vỏ, còn cái vỏ này từ 355 cho nên mình phải xài cái loại Pirelli P0. Cái loại này cũng rất là mắc tiền các bạn. Cái vỏ này á thì là khoảng 1.100 một cái vỏ thôi. Cái vỏ này khoảng gần 700 một cái vỏ. Cái vỏ này khoảng 600 mấy một cái vỏ ha. Cái nữa mình muốn chia sẻ với các bạn về cái offset cho cái niềng ha. Thì làm sao mà cái offset nó đúng cho cái niềng, cho cái xe của mình, để khi các bạn gắn cái niềng niềng độ vô á thì nó sẽ
nó sẽ ngang với cái gầm xe của mình, nó nhìn rất là mạnh mẽ, rất là đẹp. Thì như ví dụ như cái niềng jean của chiếc Aventador, cái phía sau của nó, cái jean của nó, phía sau của nó, cái offset của nó là 42 ha, cộng 42 ha. Rồi phía trước của nó là cộng 47 ha, cộng 47 và cộng 42. Ok, và cái niềng độ á, thì người ta sẽ đo là cái offset á, thường thường mà nó đi thấp vô á, đi thấp xuống á, thì nó sẽ đưa cái niềng ra ngoài, và cộng lên nữa thì sẽ thụt cái niềng vô phía trong ha. Cái đó là cái offset mà người ta làm. Thì người ta nói là naked depth á, xuống số càng nhỏ thì cái niềng nó sẽ đưa ra ngoài, mà càng lên á thì cái niềng nó sẽ đưa vô trong đó. Thì mỗi cái xe nó mỗi cái offset khác nhau. Các bạn muốn độ một cái niềng mà nhìn cho nó flush, là cũng như nó vừa ngay cái dè xe của mình luôn, bằng ra ngoài dè xe của mình luôn đó, thì thường thường nó làm là số naked depth xuống, nó số khắp xuống chút để nó đưa cái dành niềng ra ngoài, để nhìn chiếc xe nó mạnh mẽ hơn. Cái đó là cái người ta làm về cái niềng độ. Như cái niềng jean á, mà các bạn không có hạ phuộc xe của các bạn xuống á, thì các bạn sẽ nhìn thấy ok. Mà khi mình hạ cái phuộc nó xuống rồi á, thì cái niềng nó sẽ thụt vô phía trong cái dành xe rất là nhiều, thì nhìn chiếc xe nó rất là yếu đó. Mà khi mà bỏ cái niềng độ của nó lên rồi á, là nó nhìn chiếc xe rất là mạnh mẽ đó. Một chút vậy thôi mà nó làm chiếc xe nhìn rất là mạnh mẽ các bạn. I'm doing like a it's like a Vietnamese channel, for Vietnamese channel, yeah. They like cars. Oh, okay. Yeah. Okay, cool. There's too many like, you know, American channels out there. Yeah. Vietnamese, yeah. Okay, so thì nó quay cái này đấy để nó balance cái niềng này ha. Thì các bạn thấy là trên cái máy này nó sẽ nói cho các bạn biết là cần dán cái cục cục nặng ở ngay chỗ nào ha. Như là dán. Good. Awesome. Awesome. You're the man. Cái này là cái cuối cùng ha. Cái phía sau. Okay, now right here. Oh no. Man. Yeah. Cục đinh các bạn. Let me take the center cap up. This is gonna be a problem. Problem. Okay. Yeah. I'll fix it. Yeah. Yeah. Thì nó nói là cái chữ, mấy cái chữ mà dán vô nó có thể nó bị hư khi nó tháo ra, nhưng mà không sao, mình có một mớ chữ nữa.
see how big is that nail. Coi cái cây đinh nó bự cỡ nào. See it? Yeah, where does it go? Does it show through? Oh, does it go through? Does it go through? No. Let it go through. It's right here, so yeah. That's about right. Right there, yeah. Wow, does it go through? Doesn't go through. That's incredible. No. And your wheel's still good. Yeah, yeah. You want me to take it out? Yeah, would you, please? Maybe it's just a screw, huh? Short one. Oh. Small one. Do you think we need to patch it or no? Mm-mm. No? Can I see it? Yeah. Oh, just right there. So yeah. It's probably just right there. Yeah, won't go through. Yeah. All right, good, good. Yeah, put it back on. Sorry about that. Oh, no, it's okay. Better safe than sorry. Right. When you have us right here, might as well. Might as well. Thì cũng hên con ốc nó không có bắn thẳng vô trong luôn. Tưởng nó bắn thẳng vô trong, nhưng mà nó chỉ bắn vô tới khúc này thôi à. Nằm khúc này à. Thì mình đâu có biết được. Từ đâu bắn vô trong là mình không làm sao máu sau này nó bị xì ra nó cũng khổ hơn. Thì giờ còn miếng này nữa mình gắn bỏ vô luôn, xong rồi mình rửa cái niềng này cho nó sạch đẹp và xong cái bốn cái niềng này. Thì cái video hôm nay kết thúc ở đây ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe ha. Nếu mà các bạn là người mới vào kênh, các bạn cảm thấy thích kênh Khói Xe thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ để comment ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn công việc được luôn luôn thành công ha, sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha các bạn ha. Chiều nay mình sẽ làm cái video mình rửa xe này và mình sẽ chia sẻ giữa cái khác biệt của chiếc này và chiếc Aventador S, và chiếc này và chiếc khác biệt với cái chiếc Aventador Roadster là mui trần các bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế nha. Bye bye.